Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé. Soi mẫu ốp iPhone của Jennie Blackpink, giá cao ngất ngưởng nhưng các bling muốn đu trend thì chỉ cần vài chục nghìn mà thôi. Vào trưa ngày 5 tháng 3, Jennie Blackpink đã xuất hiện tại sân bay Incheon để cùng bay sang Pháp dự Paris Fashion Week. Tuần lễ thời trang Paris, rất nhiều fan hâm mộ đang mong chờ cô nàng sẽ tung những hình ảnh rạng ngời khi đặt chân sang Pháp. Màn tái xuất đặc biệt của đại sứ Chanel Jennie đã thu hút được đông đảo sự chú ý của công chúng không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn vì loạt outfit hàng hiệu mà cô nàng diện lên người cũng có giá hàng tỷ đồng. Netizen cũng hết lời khen ngợi khi trong lần tham dự sự kiện này Jennie đã lựa chọn một mẫu ốp cùng phụ kiện với tông màu đen phù hợp với outfit. Cô nàng đã chọn mẫu ốp Max Shape của Apple có giá 49 đô la Mỹ, khoảng 1,1 triệu đồng, cùng một chiếc dây phụ kiện màu đen nhìn cực đơn giản nhưng giá lại cực chát với 40 bảng Anh. Khoảng 1,2 triệu đồng, và nếu như hai món phụ kiện trên quá đắt đỏ nhưng Blink vẫn muốn chip moment cùng với Jennie thì chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn đồng mà thôi. Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé!